Ủa, mấy anh là dân mà sao mấy anh về ta đâu có làm gì đâu mà anh lấy đồ anh nó quýnh người ta vậy? Anh là cán bộ không làm vậy hả? Ủa, anh nói anh lấy cây lên anh định quýnh người chỉa xuống chỉa đầu đây nè, có người ta làm chứng nè. Yêu cầu tôi cũng nghe, nhưng mà anh là cán bộ, anh phải nói dân đàng hoàng lên. Anh làm như là cô, giống như là mấy người vô giang hồ lấy đồ vô ấy, nghe quýnh người ta. Không, thì tôi sẽ xử lý ổng. Chấp hành sao? Chắc hành sao bây giờ nhốt với họ hơn một tháng mấy nay rồi, rồi người ta gửi đồ vô cũng không cho luôn. Vậy clip đã thấy cái cảnh đó rồi. Anh cầm cây anh xỉn trả cho tôi. Bây giờ nếu để giờ thôi, từ từ đi, mình tỉnh đi, đâu còn có đó thôi. Tôi thấy anh nè, lấy cây lên định quấn nè, rồi chỉ không cho người ta nữa. Anh làm cái bộ, anh làm vậy, hai dân làm cái gì anh? Giật đầu, giật đầu, giật đầu cấp cửa hay gì? Giật đầu cấp cửa hay gì? Anh lấy cây vô, anh định đánh người ta, anh định nói vô không? Vô không? Ủa tôi phải đặt cái gì? Phải đặt cái cấp cửa, phải đánh thật công an hay là làm cái gì? Bây giờ em hỏi anh nè, bây giờ nhốt đây là hơn một tháng rồi, bây giờ lấy đồ ăn không cho? Dạ sao? Dạ người ta đem đồ ra đồ ăn rồi, giờ anh không cho em vô, anh nín sao? Bây giờ là em giải quyết, anh giải quyết cái này, anh đi vô. Bây giờ thì dân người ta ra nói rồi, còn lấy đánh đồ đánh nhập người ta nữa, lấy súng chỉa người ta nữa. Dạ sao? Dạ, để nó quýnh em đi rồi tính. Nè, cầm cầm cầm, cầm cái điện thoại đi. Anh muốn nhưng mà em hỏi anh nè, bây giờ người ta giao đồ vô, mà anh còn có đồ ăn, thì anh tính sao? Thôi, vô đi lên, thôi, vô đi lên. Bây giờ nó lấy hàng thôi mà. Dạ này em nói rõ ràng, ừ, em nói là từ ngoài kia không cho giao đồ vô. Không có yêu cầu, em ra em hỏi. Ừ, anh ơi, ngoài kia chốt. Em hỏi đó đàng hoàng, ngoài kia khóa cửa không cho giao đồ vô đúng không? Khoan, anh không nghe thích, anh chăm lại, anh chửi tôi thẳng thôi. Anh đi vô đi, con đi vô đi. Mình bắt người ta nữa, anh làm cái bộ vậy hả? Em làm công an á. Vô cảm cái gì người ta nè, tôi không phải tôi biết không có gì hết nè. Dân có làm đi gì nữa, cũng đâu có thân tử, đâu có thầy chống trả anh đâu. Cũng đâu có chống trả anh đâu mà tại sao anh đối xử với dân như vậy? Anh đáng lẽ anh làm vậy dân. Em đi, nếu mà con đại diện cho luật pháp mà con đối xử với một người dân vậy là con sai. Không có gì sai đâu. Giờ nó giao hàng giao rồi đâu? Lấy cho ăn cho vô lấy lấy có gì sai đó con ở ngoài con mà con chạy nó đi, em cho vô, chạy đi, đây, đây chết mẹ này, con mỏi em, thôi vô đi lên, thôi vô, vô đi tới, vô đi lên, thôi thôi vô đi tôi, nói là phải nói đúng, vô đi lên, nó nói sai đấy. Mày ngu quá đụng má mày nắng nhà tới mày quýnh đâu cái đi cho nó mặt mày ngu quá vậy nè em để ra nè cho nó làm cái gì ngày rồi vô không có thu nhập không có doanh thu bây giờ đồ ăn tới là cho